Hello em. Hay chị. Hello. Wow, hôm nay hai người bắt đầu giống nhau vậy. Để em thay ra chung nha. Thôi, thôi. Em mặc đồ đó đi để chị với bạn này mặc đồ giống nhau được rồi. Thôi giờ vào nha. Mình ra ngoài làng rìa luôn rồi. Bảo ơi, Dạ chị. hôm nay là chị muốn giới thiệu em một bạn, đó là bạn số 3, bạn ACL BT á. Bạn đó là người yêu của chị. No God! No God, please no! Chị bây giờ là chị vô là chị thông báo cho em luôn á là bạn ấy là người yêu chị á. Thì bạn ấy là người yêu chị mà. Bộ em không vui hả? Nói chung là chắc là từ đây sắp tới là có thể là chị sẽ ít chơi với em lại á, chị sẽ chơi với bạn số 3 nhiều hơn. Tại vì người yêu rồi nên là chị cũng gọi là không có được chơi với người khác nữa, mà em là con trai nữa nên là chị không có chơi với em thường xuyên được nữa đâu nha. Em có keo chưa nè? Em có một à? Nè, anh có bốn. Ủa, anh có đồ tăng giáp chưa? Ở đây có tăng tăng giáp này. Em lộn mà Chưa có giáp. em không có giáp luôn á. Bảo có giáp chưa em? Em có giáp bài. Đây có giáp bài kìa. Ủa mà sao em đi xa vậy? Ủa em đi xa quá trời luôn. Ok, Bảo lấy bộ sửa chữa không em, chị cho nè. Bảo ơi, lấy bộ sửa chữa không? Ê Bảo, rồi luôn. Bảo ơi, ê nè, lấy bộ sửa chữa không? Chị cho nè. Ơi, ủa cái thằng này. Anh ơi, tối nay anh leo rank với em luôn nha. Ok luôn nha, leo lên điện thoại luôn. Ủa, lên điện thoại luôn. Xem Bảo làm gì nữa đây. Bảo làm gì vậy? Ơi, trời cái thằng này. Lấy máu không, Bảo ơi? Bảo ơi, ủa sao kỳ vậy? Sao chị nói có người yêu xong rồi em kỳ vậy? Bảo xuống cho chị một cái xe coi. Anh ơi, lên xe. Đây, anh chở nha. Anh chở. Xe này là chỉ có hai người thôi hả? Ôi, vậy là không chở Bảo được rồi. Ok đi, có gì Bảo đi với bạn số 4 đi Bảo ơi. Ui, anh chạy đường này lên khó khăn chứ anh. Ơi, ui, anh chạy đường này lên khó khăn chứ anh. Anh không biết nữa, dốc lắm. Anh chạy, anh chạy cái đường cái đường nhông nhông á, kiếm con địch bắn đi. Ôi anh ơi, có địch. Ở đâu? Hướng 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 anh ơi, hướng hướng ai da, nó hướng nào vậy anh? Kéo xem. Nó chạy bắn điện kìa. Nó bắn em ở đâu kìa? Ủa, nó bắn em ở đâu vậy? Hay da, má ơi, nó bắn em thốn quá rồi. Anh bắn qua còn máu anh cho nè. Em còn 3 bình luôn. Bảo làm gì đó vậy em? Bảo đang lút đồ. Chết rồi. Rồi đi luôn à ba ơi. Rồi còn con đứa à.
Anh xử hết rồi. Ghê. Ghê hả? Ôi anh bắn ghê vậy ạ. Bắn mày. Ồ. Wow. Xe máy nè. Súng ba Z gì vậy? Vô cho nghiệu chị bắn đi. Không bắn đi. Từ từ bắn xuống tường trước ra. Bất giỡn. Bất giỡn nè. Anh ơi, ừ. anh bắn ba Z không? Đây anh bắn. Em bắn nhiều quá, mấy AK luôn. Rồi vậy. Ủa cao quá. Thường thường là Bảo thích bắn súng nhắm lắm mà. Thôi hôm nay thì anh ưu tiên hơn rồi. Anh có chừng bị bắn á. Anh bị bắn. Đấy, anh lo. Được đâu á. Đây qua luôn nè. Qua luôn, cầm anh luôn. Ôi được không hết. Từ từ thôi anh ơi. Em cầm AK không sợ. Ây da. Trời ơi, dám bắn bắt tà của tôi hả? Hay anh thấy em bắn ghê chưa? Ghê yeah, quá luôn. Ủa, anh thấy em bắn quá ghê. One shot luôn. Anh với em là đi. Hả? Vậy. Em ấy nó yếu lắm luôn rồi. Vậy hả? Nhưng mà không có chị rồi, như là em sẽ die rồi, thấy chưa? Ôi, Bảo ơi, ủa sao em đi sai vậy Bảo? Ôi, alo. Ủa sao em đi xa vậy? Ôi ở chỗ em... Ờ hay quá. Hả? Anh cho máu hả? Ok. Ủa em gặp em chưa có bình máu nào luôn á. Anh còn dư. Ok. Ôi ở ngay Bảo đông quá nè. Bảo ấy bị bắn rồi kìa trời. Có sọc 2 dư em kìa. Ôi thôi em không bắn sọc đâu. Xe Quay xe. Xe đâu rồi? Bảo ơi, có máu chưa? Ây da, chị lỡ. Bảo ơi, có máu, có bom keo cho em. Từ. Ủa, em đâu rồi? À, Bảo ơi. Bảo, à, không, thằng này là thằng bắt ta, không phải Bảo. Bảo. Nãy tướng Bảo đứng. Ê sao mà nó đâu rồi ta? Bảo đâu rồi? Núp ơi nè, làm gì vậy? Ê lấy bom keo không? Alo em ơi, ủa sao em bị vậy? Đang chơi mà Bảo. Ê trời, nó bị cái gì luôn rồi? Lấy bom keo nè. Đây, qua đây làm sáng nè. Dạ rồi, từ từ em qua liền. Mà bị số 2 bị gì nè anh ơi? Số 2 chắc tạt tháo rồi. Rồi bị gì luôn rồi. Nè giờ em thấy Bảo đứng gần cầu tiêu không? hợp lý giờ. Hợp lý luôn. Ôi Bảo ơi, ta nhân nhiệm chuẩn bị có cầu tiêu trước đây nè, không sao đâu. Ôi ôi Bảo ơi là Bảo. Ủa bị áp ca rồi hả em? Trời ơi cái gì vậy Bảo ơi? Trời ơi cái gì vậy? À nó ao game luôn rồi. Trời ơi giỡn nó quá anh ơi. Thôi rồi. Anh ơi anh giỡn kiểu gì vậy? Trời ơi vậy sao mà anh giỡn anh... Trời ơi, anh cho đồ em riết xong giận luôn rồi kìa. Trời ơi. Bảo ơi, chị giỡn mà Bảo. Bảo ơi, chị giỡn mà. Sao em kỳ vậy? Quá thật ôi. Rồi luôn, tan rồi. Giờ bo mình sao ta? Ui, bo sắp thu tới mình rồi. Giờ sao? Bây giờ sao? Giờ ba đứa mình lên cái tủ này đi. Ừ, giờ mình bưng hòm đi, giờ bưng sao, sao ta? Giờ bưng hòm ra thịt bò ta. Đi. Thịt bò thấy để trống á. Giờ sao ta? Bảo ơi, giờ ginh em sao Bảo? Giờ ginh khó rồi Bảo ơi.
Ghen khó à. Chúng ta đang cầm gì vậy ta? Di chúc hả? Ôi, trong tay đang cầm di chúc rồi đúng không anh? À đúng luôn á. Trời ơi, cầm di chúc rồi, cái gì vậy Bảo? Trời ơi, cầm di chúc rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Ra coi bắt tà để chị soi coi. Ủa, cầm di chúc rồi. Ờ, cầm di chúc rồi. Em 8x kìa. Hả? Đây, ok. Đúng rồi, cầm di chúc gì rồi. Trời ơi, Bảo ơi, cái gì vậy? Chị mới thông báo có người yêu thôi mà giờ em viết di chúc chị luôn hả Bảo? Em làm gì vậy Bảo ơi? Trời ơi, diễn chi mà nhập tâm dữ vậy anh? Nồi luôn, bỏ vô luôn, trời ơi. Bỏ luôn rồi. Ôi, anh vậy giờ sao? Bỏ Bảo ra luôn hả? Ôi, bỏ Bảo bây giờ bỏ vô mà. Giờ bỏ sắp thu rồi mà Bảo đây luôn rồi anh ơi. Anh không biết nữa, giờ AFK rồi sao biết được. Giờ vô luôn đi. Mình gánh giùm cho Bảo đi.